Đúng luôn à? Thì chưa lâu ngày có khác hay gồng với sự thay lòng đi. Đau ra mới có mấy tháng thôi mà. Thì nhớ đợt này chứ đi làm lại chứ làm cho em phải không? Đúng rồi, xong có chị nghĩ tiếp. À, đợt nó chắc là dịch nhiều á. Nó tiệm gì gì cơ à. Chị khi ở nhà giữ tích á. À à, đợt nó off về. Off về quê ăn Tết. Chị theo với em à? Hả? Theo với em giữ tích không. Ở nhà. Có chị gái á, vợ chồng á. Ở trong dùng. Nhìn mặt cũng như ghét hay sao? Ừ. Sao này chứ? Chỗ lông mày anh nè. Dịu. Ừ. Gần. Ừ. Đỡ. Dạ. Yeah. Cố lên cưng. Đi chưa đau yếu đó. Qua đây xuống cầm. Mày không có anh hay có ít hả?
cà rốt. Tắm rưỡi lâu rồi gì ạ? Tắm rưỡi từ hồi cái hũ cũ ạ. Dạ. Cái hũ này bây giờ con làm lại hũ khác á, hũ thủy tinh nên chắc chắn với lại được nhiều kem hơn phần hũ cũ. Nhắm mắt đi nha, đừng mở nha, muộn rớt con mắt. Thank you.